Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì ngày hôm nay. Rất nhiều nội dung của báo cáo, nhất là báo cáo chính trị, đã được các đại biểu đóng góp một cách sâu sắc, nhìn từ thực tiễn với các giải pháp trọng tâm, đột phá. Đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao công tác chuẩn bị các dự thảo báo cáo. Nội dung của báo cáo đã thể hiện được tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một số ý kiến đề nghị dự thảo báo cáo cần thể hiện rõ thực trạng vấn đề giám sát và phản biện xã hội, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay. Đánh giá dự thảo báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, có tính bứt phá, sáng tạo, thể hiện tư duy mới, thể hiện quyết tâm đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Một số ý kiến đề nghị dự thảo báo cáo cần nêu rõ cụ thể hơn các điểm nghẽn, còn yếu kém để tháo gỡ thời gian tới, cũng như quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề về thể chế, năng suất lao động, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Việc bổ sung quan điểm mới về môi trường, văn hóa con người trong dự thảo báo cáo là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay, song nên giữ quan điểm 4 kiên định, 1 kiên trì, vì đây là vấn đề mang tính nguyên tắc của Đảng ta. Bên cạnh đó, cần tạo mọi điều kiện nhân dân thực hiện được nhiệm vụ và quyền lợi của mình. Góp ý vào vấn đề kỷ nguyên mới, một số ý kiến cho rằng đây là thời điểm chúng ta có thể đặt vấn đề này để tính bước phát triển mới của đất nước. Đây cũng là giai đoạn tiếp bước thời kỳ đổi mới năm 1986, song đột phá hơn, tạo kết quả tốt đẹp hơn. Về thể chế, rất cần xây dựng thể chế phù hợp với nền kinh tế Việt Nam. Những điều này đòi hỏi sự nỗ lực rất cao của cả hệ thống chính trị. Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn những đóng góp phát biểu đầy tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đề nghị thường trực các ủy ban nghiêm túc chắt lọc, tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo. Qua ý kiến phát biểu, có thể thấy các đồng chí nguyên lãnh đạo rất sát sao tình hình đất nước, cơ bản nhất trí cao các dự thảo thể hiện sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Về vấn đề hoàn thiện thể chế bộ máy, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư nhận định đây là vấn đề rất cấp thiết hiện nay, những khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ ngay từ bây giờ. Về tăng trưởng kinh tế, Tổng Bí thư cho biết, chúng ta tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích sự sáng tạo của khối doanh nghiệp này. Về vấn đề phát triển văn hóa con người, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, chúng ta không chỉ đơn thuần coi trọng các chỉ số, mà cần coi trọng giá trị con người, giá trị truyền thống gia đình. Về đánh giá tình hình thế giới, khu vực và các ưu tiên trong chính sách đối ngoại, Tổng Bí thư cho biết chúng ta cần có tính toán một cách toàn diện, phù hợp cũng như chú trọng đến vấn đề hòa bình, an ninh thế giới. Về xây dựng Đảng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dự thảo các văn kiện đã đề cập nhiều thực trạng giải pháp theo tiêu chí không ngừng, không nghỉ. Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định chúng ta cần nỗ lực phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu chiến lược, khơi dậy ý chí mạnh mẽ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi để đất nước bứt phá, tự tin, cất cánh. Tất cả cần thể hiện rõ trong quan điểm của văn kiện. Bên cạnh đó, cần thể hiện quyết tâm đột phá mạnh mẽ hơn, nhất là thể chế, khơi dậy nguồn lực bên trong và bên ngoài, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương tự chịu trách nhiệm gắn với trách nhiệm tự lực tự cường của các địa phương, tập trung phát triển lực lượng sản xuất mới, ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại, cần có giải pháp hoàn thiện các trụ cột mô hình xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam lan tỏa ra các địa phương, đổi mới cách thức xây dựng văn kiện cô đọng, xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu trong toàn Đảng, toàn dân, với tinh thần nghị quyết ra là triển khai thực hiện được ngay. Trong chương trình dự hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mekong mở rộng và làm việc tại Trung Quốc, sáng ngày 6 tháng 11 tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với một số tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. Trong cuộc tiếp lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Công trình Đường sắt Trung Quốc CRCC, một trong những tập đoàn xây dựng tổng hợp mạnh và lớn nhất trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Xây dựng Công trình Đường sắt Trung Quốc nghiên cứu tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn khác của Việt Nam như tuyến đường sắt Hà Nội Lạng Sơn, tuyến đường sắt Hải Phòng Móng Cái Quảng Ninh, các dự án đường bộ cao tốc kết nối các tỉnh biên giới Việt Nam với Trung Quốc, tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam của Việt Nam theo quy định pháp luật, trên tinh thần nhanh nhất, hiệu quả nhất có thể. Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả cụ thể, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước, tránh tiêu cực lãng phí. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Công trình Đường sắt Trung Quốc Đới Hòa Căn cho biết, xuất thân là một đơn vị quân đội từng tham gia hỗ trợ Việt Nam xây dựng, khôi phục đường sắt trong thời gian chiến tranh và đang có nhiều hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Tập đoàn Xây dựng Công trình Đường sắt Trung Quốc mong muốn tham gia các dự án đường sắt, đường tàu đô thị và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng tại Việt Nam như Thủ tướng mong muốn.
Làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hoa Điện hợp tác với các đối tác Việt Nam, tận dụng và phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam để phát triển năng lượng sạch, phù hợp với xu thế phát triển mới, hiệu quả, đồng thời hợp tác trong lĩnh vực phân phối mua bán điện. Chủ tịch Tập đoàn Hoa Điện Giang Nhị cho biết, Hoa Điện coi trọng thị trường điện Việt Nam và có tổng mức đầu tư lũy kế tại Việt Nam đã vượt 2,8 tỷ đô la Mỹ, trong đó nhà máy điện Duyên Hải 2 và dự án điện gió tại tỉnh Đắk Lắk. Mong muốn tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng gió, hydro xanh, tích trữ năng lượng, cải tạo nâng cấp hệ thống điện, cải thiện kỹ thuật các nhà máy điện và nâng cao hiệu suất năng lượng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tập đoàn tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong đề xuất các ý tưởng, dự án đầu tư mới, mở rộng quy mô đối tượng hợp tác, chuyển giao các giải pháp, kinh nghiệm quản trị, công nghệ hiện đại, mô hình kinh tế mới, thu hút nguồn vốn đầu tư hỗ trợ phát triển các quỹ đầu tư, các định chế tài chính và đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia. Làm việc với lãnh đạo tập đoàn Energy China, một tập đoàn đa ngành, đang triển khai 16 dự án với 12 doanh nghiệp liên danh tại Việt Nam và tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả bền vững của Energy China trên toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng, hoan nghênh sự chủ động của Energy China khi đưa ra các đề xuất hợp tác hỗ trợ Việt Nam cũng như kế hoạch mở rộng đầu tư của tập đoàn thời gian tới. Cho biết Việt Nam đang tích cực trong việc xây dựng, sửa đổi những chính sách liên quan đến phát triển năng lượng, phát triển hạ tầng, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế xã hội và các điều ước quốc tế Việt Nam đã ký kết. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Energy China mở rộng quy mô, phạm vi, đối tượng đầu tư phát triển năng lượng tại Việt Nam, nhất là tham gia các dự án điện sạch tại Việt Nam như điện gió, điện mặt trời, điện khí LNG, điện tích năng tại Việt Nam, tham gia các dự án giao thông tại Việt Nam như đường bộ cao tốc, các tuyến đường sắt tiêu chuẩn, đường sắt tốc độ cao. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nói chung và tập đoàn Energy China nói riêng, triển khai các dự án đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với một số tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực hàng không, dịch vụ, nông nghiệp. Thủ tướng cho biết quan hệ láng giềng hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, là nền tảng quan trọng doanh nghiệp hai bên cần tăng cường hợp tác, đề nghị các tập đoàn tăng kết nối, trao đổi, thúc đẩy hợp tác đầu tư tại Việt Nam bằng những dự án cụ thể. Trong cuộc Thủ tướng tiếp, lãnh đạo tập đoàn tàu bay thương mại Trung Quốc COMAC, ông Nguyễn Ứng Bưu, Phó Tổng Giám đốc Thường trực của tập đoàn cho rằng Việt Nam là thị trường lớn, đầy tiềm năng. COMAC đã và đang kết hợp với hãng hàng không Vietjet trao đổi sâu về kỹ thuật, tiến tới đưa máy bay của COMAC vào khai thác tại Việt Nam, đưa hợp tác COMAC-Vietjet thành mô hình mới, điểm sáng mới trong hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông vận tải. Thủ tướng đánh giá cao thành tựu nghiên cứu, phát triển các dòng máy bay thương mại hiện đại của COMAC, tin tưởng COMAC sẽ có những bước tiến nhảy vọt trong việc phát triển các dòng máy bay, nhất là máy bay thân rộng, cạnh tranh với các hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới. Thủ tướng bày tỏ vui mừng cho rằng việc COMAC hợp tác với Vietjet, hãng hàng không tư nhân rất năng động, tích cực, đổi mới, sáng tạo của Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn. Thủ tướng đề nghị COMAC và Vietjet thúc đẩy hợp tác dưới nhiều hình thức, đề nghị COMAC hỗ trợ Vietjet về giá và các ưu đãi khác như việc hai nước hỗ trợ nhau trong phát triển. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị COMAC nghiên cứu hợp tác, khai thác các đường bay khác tại Việt Nam và giữa Việt Nam với Trung Quốc, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển khoa học, công nghệ, khai thác không gian vũ trụ, phục vụ phát triển đất nước. Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng, Phó Tổng Giám đốc COMAC cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Vietjet để triển khai, mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ hợp tác giữa Vietjet và COMAC sớm hiện thực hóa mong muốn của lãnh đạo hai nước. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Trung tâm Thương mại và Đấu giá Hoa Quốc tế Côn Minh, Trung Quốc, KIFA. Doanh nghiệp hàng đầu thế giới hoạt động dựa trên hoạt động đấu giá hoa, xây dựng các tiêu chuẩn đối với hoa, phát triển và quảng bá các giống mới, cung cấp các dịch vụ như thông tin thị trường, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ tài chính, dịch vụ logistics. Chúc mừng và đánh giá cao các hoạt động hợp tác đầu tư kinh doanh có hiệu quả của KIFA đã đạt được trong thời gian qua trong lĩnh vực kinh doanh hết sức nhân văn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vùng Trung Du miền núi phía Bắc và vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam còn rất nhiều quỹ đất để phát triển lĩnh vực này với các lợi thế về khí hậu vùng núi cao mát mẻ quanh năm, thích hợp với nhiều loài hoa, giống hoa cao cấp, trong khi nhu cầu về hoa, cây cảnh của Việt Nam cũng rất lớn với dân số trên 100 triệu người.
cho rằng trong ngành hoa cây cảnh quan trọng là phải xây dựng quy hoạch vùng nguyên liệu, lựa chọn công nghệ sản xuất và phát triển hệ thống lưu thông, phân phối hoa, cây cảnh không những tại hai nước mà ra toàn thế giới. Thủ tướng đề nghị KIFA chủ động các chương trình hỗ trợ và hợp tác với người nông dân về các loại giống, cây trồng, đồng thời xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể để triển khai các chương trình, hoạt động đem lại hiệu quả cao. Cũng trong sáng nay tại thành phố Côn Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB Masasugu Asakawa. Tại cuộc tiếp, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn ADB tài trợ nguồn vốn quan trọng cho các dự án phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam. Cho rằng với truyền thống 30 năm hợp tác tốt đẹp, hai bên cần tăng cường quy mô hợp tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ADB tiếp tục tài trợ vốn cho Việt Nam với lãi suất ưu đãi về các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, điện toán đám mây, các dự án hạ tầng chiến lược quy mô lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế. Đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam trong GMS, Chủ tịch ADB hy vọng với vai trò là quốc gia sáng lập, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực chương trình của ADB giống như Việt Nam đang tích cực chuyển đổi năng lượng, cho biết ADB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cảm ơn ADB đã tham vấn một số vấn đề và hỗ trợ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Nhấn mạnh, thời gian và trí tuệ là hết sức quan trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, cắt giảm các quy trình, thủ tục rườm rà, đang cân nhắc để vay quy mô lớn hơn, không dàn trải vốn vay, tập trung làm các dự án lớn, ví dụ như hạ tầng chiến lược, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, các ngành mới nổi. Mong muốn ADB quan tâm, tài trợ cho các dự án điện gió ngoài khơi, các dự án đường sắt tiêu chuẩn, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao, dự án chống sạt lở, nhất là tài trợ với lãi suất ưu đãi cho các dự án lớn, có tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái. Đặc biệt, cá nhân Chủ tịch và ADB tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Việt Nam trong tư vấn chính sách, hỗ trợ Việt Nam trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hỗ trợ giúp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đánh giá cao về tiềm năng phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam, Chủ tịch Masasugu Asakawa cho biết ADB đang tạo thuận lợi để các nước được vay vốn với lãi suất thấp hơn, từ đó đóng góp vào giảm tác động biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Trong phiên thảo luận chiều nay của Quốc hội về dự án luật sửa đổi bổ sung 4 luật, một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đưa ra thảo luận tại nghị trường, đó là công tác đấu thầu, đặc biệt là đấu thầu trong lĩnh vực y tế. Nhiều đại biểu cho rằng, đặc thù các nhà thuốc bệnh viện bán thuốc theo nhu cầu của người bệnh, không dự trù trước được về danh mục, số lượng, do đó rất khó để xây dựng được kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Nhà thuốc bệnh viện thì hoạt động theo hình thức kinh doanh có đóng thuế, nên việc hàng hóa được bán tại đây bao gồm cả chi phí tổ chức đấu thầu và các chi phí, các loại thuế phí của cơ sở kinh doanh thì sẽ bị tính trên giá thành sản phẩm và người dân sẽ lại bị chịu tăng thêm chi phí này. Các đại biểu cũng chỉ rõ, chính những bất cập trong công tác đấu thầu tại các cơ sở y tế là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong thời gian qua. Tôi xin nói không có quốc gia nào mà coi như là một cái viên thuốc vào bệnh viện mà nó quảng tùm lum như vậy. Tôi nghĩ mục tiêu số 1 vẫn phải là làm sao bảo đảm cái việc nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm thuốc chất lượng. Còn cái giá cả thì chúng ta liệu đã có những cái công trình nào, những cái kết quả nghiên cứu nào để đánh giá lại qua những năm miệt mài đấu thầu như vậy tiết kiệm được cái gì? Đấu thầu không phải con đường duy nhất, không phải con đường tốt nhất. Không chỉ trong lĩnh vực y tế, các quy định về đấu thầu hiện tại đang gây khó khăn rất lớn đối với nhiều lĩnh vực, nhiều đơn vị khác. Tôi tin rằng không ít cán bộ, không ít đại biểu trong hội trường này đã từng lắc đầu ngao ngán khi những công việc đơn giản như lợp lại mái nhà, chám mấy bức tường nứt rồi sơn lại, thay gạch lót nền bong chóc có tổng giá trị trên 100 triệu phải làm thủ tục đấu thầu. Những mục tiêu quan trọng của đấu thầu như chọn được những nhà thầu có năng lực về kỹ thuật, công nghệ, về tài chính hay tiết kiệm chi phí không mấy có ý nghĩa. Mà trái lại phải mất thêm những chi phí không đáng có, nhất là mất thời gian công sức khá lớn của nhiều người, nhiều đơn vị liên quan. Các đại biểu đề nghị để gỡ khó trong công tác đấu thầu cần xem xét nâng mức phải tổ chức đấu thầu với các công việc sử dụng chi thường xuyên lên bằng với đầu tư công.
Thảo luận dự án đầu tư công sửa đổi tại Quốc hội hôm nay, một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu chính là quy định cho phép tách công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thành dự án độc lập đối với tất cả các nhóm dự án, bao gồm cả dự án nhóm BC. Theo ý kiến của một số đại biểu, đây là chủ trương đúng đắn trong bối cảnh giải ngân đầu tư công hiện nay. Tôi quan tâm nhất đến vấn đề giải phóng mặt bằng. Và tôi quan tâm nhất là cái làm sao giải phóng mặt bằng để giải ngân được vốn đầu tư công. Tỉnh nào cũng vậy thôi. Trước khi tôi đi họp Quốc hội thì cũng giải ngân khoảng 50% thôi. Thì cũng là rất thấp. Thế trong khi đó tỉnh tôi mà Đồng Nai là một tỉnh giàu, thu ngân sách trên 60.000 tỷ. Đấy, thế mà đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư hạ tầng là 17.000 tỷ. Thế nhưng mỗi năm chúng tôi vẫn cứ không giải ngân được 4-5.000 tỷ. Vậy thì nó lãng phí vô cùng. Trong khi đó trường học vẫn không đủ, bệnh viện vẫn không đủ. Người dân vẫn nhiều nơi sử dụng nước chưa sạch, giao thông nông thôn, đặc biệt giao thông nông thôn vẫn còn rất nhiều khó khăn. Vẫn có những cái đường mà một năm chết mấy chục người mà chúng tôi vẫn chưa đầu tư để xây dựng được. Nhưng cái thủ tục đầu tư công, thủ tục đầu tư nói chung nó rất là vướng mắc. Chúng ta không phải chờ đợi cái thời gian là thiết kế dự án xong đấy, thì chúng ta mới tiến hành giải phóng mặt bằng, mà chúng ta có thể làm song song. Một đằng là vừa tiến khai thiết kế dự án đầu tư xây dựng, vừa đằng chúng ta vừa là giải phóng mặt bằng để chuẩn bị sẵn cái phần không gian đã sạch đấy để triển khai dự án. Thứ hai là để tránh cái tình trạng là khi chúng ta chưa giải phóng mặt bằng xong mà chúng ta đã triển khai thi công thì thường nó tạo ra cái tình trạng là đội cái chi phí. Do vậy cho nên là cái việc mà tách riêng này là một cái đề xuất tôi cho rằng là khá là hợp lý. Hôm nay ngày làm việc thứ 14 kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đầu tư công sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật quy hoạch đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP và luật đấu thầu. Thảo luận về luật đầu tư công sửa đổi tại phiên sáng nay, các đại biểu thảo luận và đề xuất một số nội dung hết sức cụ thể như cần bổ sung các quy định nhằm rút ngắn hơn nữa thời gian thực hiện các quy trình thủ tục đầu tư dự án công, với quy định phân cấp thẩm quyền cho địa phương, đề nghị cân nhắc xem xét lại để bảo đảm yêu cầu về giám sát và kiểm soát quyền lực, tránh xảy ra tình trạng cơ chế xin cho. Buổi chiều thảo luận về luật sửa đổi bổ sung một số điều của 4 luật quy hoạch đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP và luật đấu thầu. Các đại biểu lưu ý việc bổ sung các quy định về đối tượng, hình thức cho phép bỏ thủ tục xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch. Điều này để tránh việc lạm dụng quy định để đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Chiều nay, ngay sau phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Đây là dự án có quy mô rất lớn, đóng vai trò quan trọng, mang tính chiến lược dài hạn, tác động lớn tới mọi mặt của nền kinh tế xã hội nước ta, lần đầu tiên được triển khai thực hiện ở Việt Nam. Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam có tổng chiều dài toàn tuyến dự kiến khoảng 1.541 km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội và kết thúc tại ga Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh với tốc độ thiết kế dự kiến là 350 km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 1 triệu 700 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 67 tỷ đô la Mỹ. Dự án dự kiến khởi công năm 2027, phấn đấu cơ bản hoàn thành tuyến năm 2035. Đây là dự án có quy mô đặc biệt lớn, chưa từng có tiền lệ. Do vậy, Chính phủ đề xuất 19 nhóm cơ chế chính sách đặc thù, đặc biệt khác quy định pháp luật hiện hành để triển khai đầu tư dự án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam tại kỳ họp thứ 8, đồng thời đề nghị Chính phủ cần tiếp tục rà soát để tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư và phương án thiết kế, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả. Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất cần có những chính sách vượt trội để thực hiện dự án, không để xảy ra thất thoát lãng phí tiêu cực, đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ lưỡng về kiểm soát rủi ro đối với nguồn vốn thực hiện dự án. Nếu mà làm được cái đường sắt tốc độ cao Bắc Nam này với cái vốn đầu tư là khái toán là khoảng 6-7 tỷ đô la Mỹ thì đất nước chúng ta sẽ có cái điều kiện phát triển, mà không phải là làm ngay liền mà nó hoàn thành ở cái giai đoạn 2025-2035, mà nếu rút ngắn sớm hơn nữa thì càng tốt. Bây giờ cải cách hành chính thì cũng chính mình, thủ tục hành chính thì cũng chính mình đặt ra làm như thế nào để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất trình Quốc hội xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tại kỳ họp thứ 8, đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân trách nhiệm trong việc chậm tiến độ giai đoạn 1 của dự án, việc phải điều chỉnh đường cất hạ cánh số 3 từ giai đoạn 3 sang giai đoạn 1.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ bảo đảm chất lượng của dự án, bảo đảm nguồn vốn thực hiện như đề xuất, không để phát sinh dẫn đến phải thực hiện thủ tục điều chỉnh ảnh hưởng đến tiến độ. Một thông tin chúng tôi vừa cập nhật, sau nhiều giờ vượt rừng tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy phi công đầu tiên mất tích trong vụ rơi máy bay Yak-130 số hiệu 210D ở khu vực rừng thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Đến 20 giờ 15 phút vào tối ngày 6 tháng 11, Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị tìm kiếm đã tiếp cận tìm thấy Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, chủ nhiệm bay thuộc tổ bay tập huấn máy bay Yak-130 số hiệu 210D bị sự cố rơi ở khu vực rừng ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Sức khỏe của Thượng tá Quân bình thường.